Không nói tiếp các bạn nha. Video này mình sẽ test hai cái đồng hồ cùng loại nè. Mình test nước ha, cái độ thấm nước, cái độ như nước, chống nước của nó như thế nào. Rồi, mình lấy hai cái ly. Mình cho pin qua bên đi. Rồi, mình lấy hai cái ly. Làm kiểu cọ mà. Rồi. Rồi, mình sẽ cho hai em vào. Mình cho nó nằm cái mặt đồng hồ nằm dưới các bạn nha. Rồi, cho cái mặt đồng hồ nằm dưới. Mình sẽ cho nó nằm sát đáy luôn. Rồi, về cái thời gian này mình sẽ nói sơ về cái tính năng. Trong thời gian chờ đợi, mình sẽ nói sơ về cái tính năng của cái đồng hồ các bạn ha. Rồi, mình sẽ nói thêm về cái tính năng chung để các bạn nắm rõ hơn về cái đồng hồ ha. Thì vừa rồi hình như là video trước mình có nói rồi thì phải. Video này mình nói chung chung các bạn nắm rõ thêm ha. Hiện tại thì cái shop đồng hồ độc này có 290 bình chọn 5 sao. Rồi, về cái chi tiết là đồng hồ có hai máy chạy song song các bạn ha. Nó thuộc loại siêu bền. Cái kim phúc á, là đồng hồ có hình tên lửa nè, rất mạnh mẽ, chống nước cực tốt ha. Chúng ta tắm đi mưa rửa tay thoải mái thì chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với xà phòng, xà bông một giặt gì đó. Bảo hành 12 tháng, cam kết là pin phải trên 5 năm. Này là shop cam kết các bạn ha. Thay pin thì chúng ta có pin sẵn, chúng ta thay rất là tiện lợi, chúng ta thay khoảng chừng 10 20k thôi. Pin thì là pin của Maxell của Nhật. Vì đồng hồ chất lượng bằng thép các bạn ha, nhìn giống như cái loại rất là sang trọng và đắt tiền. Chúng ta không nên phân biệt với những cái đồng hồ rẻ tiền ha. Thì về cái đồng hồ thì mình thấy khá là hầm hố và chắc chắn. Có bên dưới mặt đồng hồ thì có khắc in chữ của nhãn hiệu nè, model khắc chìm sắc sảo để phân biệt với đồng hồ giỏm. Đeo silicon bền chắc, rất an toàn và cho người dùng. Độ bền dây là shop dự đoán là trên 7 năm các bạn ha. Thì mình thấy dây cũng khá là chắc chắn các bạn. Dây khá là dày ha. Kích thước mặt đồng hồ là 45 mm, độ dày là 12 mm, kích thước dây là 25 mm, kiểu máy là chất lượng của Nhật nè. Rồi, đồng hồ là hiệu Sanda. Những cam kết khi mua hàng, nếu chúng ta không vừa ý, chúng ta có thể đổi hàng trong vòng 3 ngày. Với lý do là chúng ta không được cắt dây thì hoặc là đồng hồ sản phẩm còn nguyên vẹn, chúng ta được đổi với bất kỳ lý do nào bạn ha. Như này chúng ta test nước mà nó vô nước thì chúng ta rất là khó đổi trả, chúng ta có thể bảo hành nó bạn ha. Rồi, những cái cam kết cũng như là những cái hình ảnh shop mà chú thích ghi bên trên thì mình thấy khá là chi tiết, khá là ổn so với cái đồng hồ này và những cái đồng hồ, hai cái đồng hồ trước mình test. Thì mình đoán biết được phần nào cái đồng hồ này cái khả năng chống nước nó rất là bền so với cái đồng hồ mà kim loại, dây kim loại. Thì cái đồng hồ Bentley Anh Quốc vừa rồi mình test thì nó bị ám nước nhẹ các bạn nha, ám nước nhẹ. Vừa rồi thì mình test cái đồng hồ màu đen là mình test đã gần 5 phút, 5 phút test nước rồi. Thì cái đồng hồ màu xanh xanh rêu này để mình test thêm coi như thế nào, mình test thêm xem như thế nào có khả năng chống nước nó có ổn hay không. Về cái đèn light, đèn led này mình test nó không có sáng, có thể là ngoài trời này nắng sáng quá cái đèn nó hơi mờ nên có thể là mình sẽ không thấy rõ, nhưng mà một lát mà mình sẽ vào trong mình sẽ test thử. Mình sẽ chia sẻ bên dưới cái chú thích, các bạn có thể tham khảo thêm ha. Mình chia sẻ bên dưới cái chú thích về cái đèn này nó có hoạt động tốt hay không và cái độ sáng nhìn chúng ta có thể quan sát được ban đêm hay không. Đây là cái pin của em nó. Đây, pin, hai pin. Mã pin là LR626. Pin khá là nhỏ các bạn ha. Pin khá là nhỏ. Đây. Đây. Đây,
cái địa chỉ shop đây. Ở trên web thì mình lại thấy có địa chỉ ở Vĩnh Long, còn trên cái visit thì lại là Gò Vấp. Vậy là shop có hai địa chỉ, hai chi nhánh rồi ha. Rồi, cũng 5 phút trôi qua rồi. Rồi, mình sẽ lấy lên xem thử các bạn nha. Để lên xem thử. Mình nói thêm một ít cái tính năng cũng như là những gì cái đồng hồ mang lại cho chúng ta, giá trị của nó. Thì mình nghĩ test nước tới đây là được các bạn nha. Thì chúng ta có điều kiện chúng ta test thêm ha. Trong vòng 5 phút mà thấy ok, không mua nước là khá là ổn rồi. Mình sẽ đem lên đây và các bạn cho mình phép mình vũ nước nha, để nó ướt cái nền vải rồi cái mình không có test được cái những cái video sau nhìn nó mất thẩm mỹ. Bắt đầu mình sẽ lao, mình dùng vải mình lao ha, mình lao sơ hai cái đồng hồ. Rồi, mình sẽ làm cái này luôn. Rồi, chúng ta quan sát hai cái đồng hồ bạn nha. Đây. Đây, một cái là xanh rêu. Đó là xanh rêu. Không có vô nước nha các bạn. Không có hiện tượng vô nước ha. Ở trên cái lớp mặt nó có cái lớp keo, cái lớp keo nhỏ các bạn nha. Thì chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể gỡ ra. Các bạn muốn ít bị trầy chúng ta để thời gian cũng được, nó không quan trọng, tùy theo các bạn thôi. Để các bạn sử dụng, chúng ta muốn gỡ ra thì hay là chúng ta đeo luôn cũng được, để bảo vệ cái đừng có bị trầy cái mặt các bạn. Rồi, okay. Khá ok rồi ha, đồng hồ này chúng ta tắm rửa thoải mái luôn, không sợ bị vô nước nữa ha. Rồi ta tiếp cái màu đen. Rồi màu đen cũng ok luôn các bạn nha, không có vô tí tẹo nước nào luôn ha. Rồi mình quay bằng điện thoại chứ không phải là quay bằng cái máy quay các bạn ha. Do quay điện thoại nên mình cần cái ánh sáng đầy đủ hơn. Mình sẽ đeo thử cho bạn xem. Ê, xin lỗi bạn nha, lỡ đụng cái máy quay rồi. Đây, đeo thử cho bạn xem ha. Mình vòng qua thử cái vòng tay nha. Đấy, khá là ok. Cái tay mình đeo như thế này cũng là hợp vừa nè. Đấy, khá là hầm hố, khá là ngầu vậy ha. Mong là mình test trong cái bóng đêm có đèn led nó sáng xíu để dễ quan sát. Rồi ok, tầm giá này thì cái đồng hồ trị giá 181.000 tính luôn phí ship. Lúc mình mua là cái lúc lắp lắp sale các bạn nha, là giảm giá sốc, có thể là nó trên lệch 50 tới 100.000 tùy theo shop bán và tùy theo cái thời điểm có sale giảm hay không. Thì tầm giá 250 trở lại cái đồng hồ này nên mua và đáng mua các bạn ha. 250 trở lại nên và đáng mua. Thậm chí nếu mà các bạn sẵn lòng, nếu mà cháy hàng chúng ta có thể mua được 300 cũng cũng không đến nỗi là quá phí đâu. Rồi ok, chất lượng khá là nặng, khá là hầm hố, khá là ngầu. Đây, mình xin chia sẻ thông tin về cái đèn led sao, cái đèn mà chiếu sáng của cái đồng hồ sao bên dưới. Các bạn xem thêm cái nút ha. Đây, cái nút mà chúng ta sử dụng đây. Nó là inox. Cái nút chúng ta sử dụng ha. À, cũng như ốc nè. Cái này chúng ta khai mở ra cũng dễ ha, dây đeo chúng ta mở cũng dễ. Rồi. Khóa gài có in chìm cái thương hiệu, khắc thương hiệu luôn các bạn nha. Dây nói chung là chất lượng luôn, mình dây mình thấy dẻo, rất là chắc chắn luôn, khá là chắc chắn luôn. Rồi mình xin chia sẻ video đến đây thôi các bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.